Chào các bạn, chúng tôi đến là Trang-sur-Mer, thành phố Trang, gần biển. Đi coi có gì không, thấy người ta đông quá, ngồi uống bia uống gì, tiệm đủ thứ. Ồ, chỗ này đẹp. Coi người ta ăn cà đem kìa, thấy ngon không? Đây các bà, ê, chúng mày ngồi uống nước không ta? Chép đi bọn chút đi. Kìa phát áo kìa. Mua áo không? Áo biển nha. Áo biển nha. Kim ăn nổi cái hamburger này không? Ôi. Này chắc ăn cái này chắc tôi chết. Ăn này chắc tôi bể bụng luôn. Bác không ta? Là tẩu quả nhập ma. Crep kìa, đây crep á mình không được. Crep gì còn. Đây, rồi đi. Kìa, cái đó các bạn ăn cái đã đó kìa. Các em ăn nó dắt chết luôn. Đi biển mà có cái đó là ồ, mấy ông này ăn gì đó. Mùn frit á. Thơm ha, thơm ha. Nó biết dài quá. Đây bà là quần áo nè, thấy không? Đủ thứ hết á. Đây cái cà đem mà lớn không? Ăn này chắc chết luôn á. Ôm đi. Hôn cái liếm cái đi. Đây bán cà đem nè, cà đem Italy nè. Cà đem Ý. Đây cái thành phố gọi là gần biển Atlantic. Thành phố này là cũng nhỏ thôi, nhưng mà có nhiều dân du khách cũng đến ha. Giờ này là cũng 7 giờ rưỡi rồi đó, mà mặt trời còn sáng. Icon là được không, lại không cho chắc. Đây là riêng viên tôn, tức là cho ta đi bộ thôi. Giờ chúng tôi đi tới biển, hướng ra biển. Tại đi đường xa cũng mệt lắm rồi, 800-900 cây số từ Nancy tới biển. Chỗ này thì gần Sablon, gần cái Indre, gần cái Indoleron này kia đó. À, thấy biển thấy chưa, đẹp quá. Đúng rồi, thì ngày mai mình nghỉ á, mình nên ngâm ở đó nó đỡ lắm, ngâm nước biển đó, ngâm nước biển là mấy con vi trùng nó chết hết. Này cái plage nè, đó plage biển nghe thấy đẹp không? Có cái chỗ đó cho ta đi ra đây cho gần biển. Cái này là Maribas ha. Maribas nó hút xuống rồi nè mình. Biển nó xuống rồi. Cái bờ biển đó, này Maribas nè. Xa nó có cái chỗ gì, nó có cái cầu kia đây đó. Thành phố đây là restaurant. Bây giờ đi lại kiếm lợi gì đây, kiếm đá hả? Bây giờ mà MC mới mướn nè, nói gì đó nói đi, thấy không?
Em sim mới nè, mới mướn á. Đi đi. Nói gì không? Mũi chết thì thoải mái không? À, thế làm như vậy đó tốt á. Đây là con sứa nè, nó chết rồi nè. Con kia đâu nữa? Kia. À, ở kia, kia xa xa này nè. Đó, con sứa thì giờ các bạn. Con này con nhỏ nè. Sứa này bây giờ người ta ăn không biết phải sứa đâu, nhưng mà tùy theo ha. À. Sứa nè, sứa. Sứa đang chết. Bạn này đừng ngâm chân. Đừng ngâm biển. Mà chỗ này rong không à? Bạn thấy không? Rong không à? Thử nó cũng hơi dơ. Đây là cô dâu đang sắp sửa làm đám cưới ở ngoài biển. Thấy cô dâu đẹp không? Lại quay thử coi. Đó, cũng được ha, cô dâu cũng được ha. Yêu đời. Yêu đời cười. Cô dâu cười. Ông thấy chàng rể ta? Đó. Đó có không? À đúng rồi, chàng rể đó hả? À đó, ông chàng rể có đứng bên đây đó, có cái nơ á. Ngày quan trọng nhất của người con gái. Trọng nhất. Bây giờ đi về. À, bây giờ đi về, đi về biển rồi, bây giờ trở lại thành phố Trans-sur-Mer. Thành phố biển. Yeah, tháng 6. 10 tây tháng 6. Mà trời đẹp quá. Ở kia như cái tầng tròn của mình là cái gì mình? Chắc có lẽ là cái nhà thờ của nó đó ha. À, nhà thờ của đại đội của Nga hả? Không. Không phải Nga đâu. Hồi chắc phải không? Rồi ra cái biển này. À, đảo nó đó. Đây là cờ bắp. Đây là đầu thoải mái. Được ha, đâu? Cái nó bán gì đây? Ồ, bánh này không tròn ha. Không biết bánh gì, bánh mì. Đem qua nó nói như bánh mì ha, bánh các speciality ở đây chắc ha. Sushi. Yeah, một cục bún bự thử kìa. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Cậu này ăn ngon. Quá ngon luôn, có một bún thôi mà ăn không hết luôn. Giờ chinh chinh cùng nhau không? Để bốn cái cây này nè. Đúng rồi, bốn màu vô. Vô, à, đến rồi, vô. 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 Đâu có cái kem kìa. Đây là mết năm nay đó, màu trắng với màu cam.
Em có màu cam không? Không, màu hồng. Màu hồng. Màu cam đậm đó. À đây là màu hồng chứ không phải màu cam. Anh thử không phải mớt. Cái này cuối lần không? Màu gạch tôm. Cái này màu gạch tôm. Nãy tôi cho, hồi sáng không lấy tôi bỏ lại. Tôi nói thôi cho chừng. Có cái nhà thờ đó. Đây là La Tranche Vendée nè. Tiệm bán thịt. Thịt bò, đây có con bò đây. Con bò này dễ thương quá. Nó không nói gì hết trơn á. Mà nó làm thằng bò dễ thương quá, không thích. Đúng rồi, thấy chứ. Biểu dưới này có mấy con nữa. Sữa nhiều quá ha, bò này sữa nhiều. Sữa nhiều không? Sữa nhiều. Biết không, con bò nó nói mình đó. Ở đây nó có hiểu này ha, làm sao? Cái hiểu ở đây nhỏ băng đê nè, cái tim đó, cái tim giống cái, như thằng tự giá. Đó, cái khổ băng đê đó. Cái biểu hiệu không? Bóp mình nhỏ nó có cái tim. Ồ, đây gì ve, ba ve nè, cao nè. Restaurant, cà phê. Đói, em nói nó chào mình nè. Nói đó, nói nó chào. Cái điệu bộ này là đang đi săn thôi. Nó không, nó coi đó, nó coi cái gì nó nhìn đó. Nhìn xa ha. Ừ. Đây là tiệm cơ bắp. La Panam mà. Cũng rẻ ha, đâu mắc mấy ha. Covid. Đó. Là ở đây chấm dứt chương trình. Chào các bạn, hẹn các bạn kỳ sau. Bye bye.